Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 20 tháng 1 đã diễn ra trận đấu bù vòng 18 giải Ngoại hạng Anh giữa Leicester City với Chelsea. Trước chuyến làm khách của Leicester City, chiếc ghế của huấn luyện viên Lampard đang lung lay dữ dội khi Chelsea liên tục nhận những kết quả thất vọng trong thời gian gần đây. Ở trận đấu sinh tử này, huấn luyện viên Lampard đã tung ra sân đội hình có thể coi là mạnh nhất của mình để chơi tấn công trước đội chủ nhà. Tuy nhiên, bên kia chiến tuyến, đội chủ nhà Leicester City nhập cuộc hay và tấn công phủ đầu quá tốt. Chỉ 6 phút sau khi bóng lăn, Leicester City đã có bàn mở tỷ số, bắt nguồn được tình huống tổ chức đá phạt góc hoàn hảo, James Maddison sút hụt. Sau đường chuyền của Harvey Barnes vô tình trở thành đường trả ngược về tuyến 2 để Ndidi tung cú đá hiểm hóc, hạ gục thủ môn Mendy. Có bàn thắng sớm, Leicester City càng chơi càng hay. Phút thứ 16, James Maddison tung ra cú sút trái phá đưa bóng đi trúng sang ngang của Chelsea. Đến phút thứ 34, Jamie Vardy bỏ lỡ hội trong tình huống đối mặt với thủ môn Mendy. Nhưng đội chủ nhà không cần phải tiếc nuối quá lâu. Phút thứ 41, Leicester City tung ra tình huống tấn công chớp nhoáng và đạt được hiệu quả tối đa. James Maddison là người tận dụng thành công để gia tăng cách biệt cho đội chủ nhà. Ở hiệp thi đấu thứ hai, Chelsea nỗ lực tấn công. Tuy nhiên, Leicester City với lối chơi thiên về sức mạnh cùng khả năng kiểm soát tốt vẫn là những người làm chủ trận đấu. Trong khi đó, Chelsea thực sự gặp khó khăn. Ngay cả khi huấn luyện viên Frank Lampard tung ra những sự thay đổi về mặt nhân sự lẫn chiến thuật, đội khách vẫn không thể có bàn thắng. Tất cả những gì đội khách làm được là bàn thắng không được công nhận ở cuối trận của Timo Werner. Chung cuộc, Leicester City giành thắng 2-0 trước Chelsea. Với kết quả này, thầy trò Brendan Rodgers đồng thời leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 38 điểm. Trong khi đó, Chelsea xếp thứ 8 với 29 điểm. Bảng xếp hạng tạm thời của giải Ngoại hạng Anh, Leicester City dẫn đầu với 38 điểm. Manchester United đứng thứ 2 với 37 điểm. Manchester City đứng thứ 3 với 35 điểm. Vị trí tư thuộc về Liverpool với 34 điểm. Tottenham đứng thứ 5 với 33 điểm. Everton đứng thứ 6 với 32 điểm. West Ham leo lên vị trí thứ 7 với 32 điểm. Chelsea đứng thứ 8 với 29 điểm. Southampton đứng thứ 9 với 29 điểm. Arsenal đứng thứ 10 với 27 điểm. Aston Villa xếp thứ 11 với 26 điểm. Leicester City đứng thứ 12 với 23 điểm. Crystal Palace đứng thứ 13 với 23 điểm. Wolves đứng thứ 14 với 22 điểm. Newcastle United đứng thứ 15 với 19 điểm. Brighton đứng thứ 16 với 17 điểm. Burnley đứng thứ 17 với 16 điểm. Ba vị trí cuối cùng vẫn thuộc về Fulham 12 điểm, West Brom 11 điểm và Sheffield United 5 điểm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Các bạn có đánh giá gì về kết quả của trận đấu và bảng xếp hạng? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.